xin chào các chị, lại thêm một cái mẫu đầm mà Si vừa mới về bên shop của em luôn. Và cái điểm đặc biệt của cái đầm em đang mặc trên người, nó không giống với những cái mẫu đầm mà Si khác. Và chất liệu của cái đầm này là bằng vải xô nha các chị nha. Mặc rất là thoải mái, form dài như thế này nè. Các chị có thể mặc tùy chỉnh cái chiều dài của cái váy. Bằng việc là các chị nào mà hơi thấp người thì mình cắt lên like cũng được nha các chị. Và thêm một cái điểm nhấn nữa là cái đầm này sẽ được thêu với họa tiết thổ cẩm rất là xinh. Các chị thấy không? Nó sẽ thêu, cái này là thêu luôn nha các chị. Thêu trực tiếp lên vải luôn chứ không phải là dán. Và cái tay cũng có thêu nè các chị nhìn nè. Đó, kiểu tay cũng rất là lạ ha. Tay xòe nè các chị, cổ tròn và có cái nơ thắt cho các chị màu đỏ. Còn với lại là cái đai chỉnh eo phía dưới này. Bây giờ em cho các chị xem nè. Ví dụ như cái phần eo này nó rất là rộng đúng không? Đó, các chị nào mà muốn mặc cái form rộng á thì các chị để như thế này, hoặc là những chị nào mà hơi tròn người, có em bé á thì các chị nới rộng ra. Còn không chị nào mà hơi ốm như em đi thì các chị cột chặt lại. Vẫn rất là xinh. Đó, mình được tùy chỉnh được cái size nha. Rất là đơn giản luôn. Và cái này thì bên em có hai màu. Màu em đang mặc màu trắng và còn một cái màu nữa. Thì bây giờ em sẽ chuyển sang cái màu đó cho các chị coi luôn. Ở đây có thắt nơ đỏ cũng xinh lắm nè các chị. Rồi đợi em chút xíu nha. Em sẽ đi chuyển sang cái màu còn lại cho các chị xem. Rồi đó các chị, một cái màu tiếp theo. Lúc nãy thì em mặc cho các chị coi cái màu trắng. Và cái màu này là màu xanh đen ha. Màu xanh đen thì em thấy cái họa tiết phối màu nó rất là lạ luôn các chị. Nhìn nó rất là đặc biệt ha. Ở đây thì có phối hoa màu tím nè. Rồi viền màu vàng, thổ cẩm rất là xinh. Và nó nổi bật lên cái dây màu đỏ các chị thấy không? Thắt ngay cổ nè. Những chị nào mình muốn thắt nơ thì mình thắt, không thì mình thắt theo tùy cái kiểu của mình ha. Ở đây nó cũng có dây rút luôn. Chất vải rất là dày dặn nha các chị. Chỉ có một lớp thôi nhưng mà cái form của nó xòe. Nói chung là nó xòe, nhìn nó rất là dày dặn cái đầm. Hàng của bên em tất cả đều nhập hết cho nên chất lượng các chị cứ yên tâm ha. Rồi lại lần cho các chị coi cái tay nè. Họa tiết cái tay này các chị thấy không? Cái tay thì nó họa tiết như thế này các chị nha. Phần cổ cũng vậy nè. Đó, nó viền rất là đẹp luôn. Chị nào mà ưng cái này á thì các chị có thể gửi mã sản phẩm số điện thoại cho em. Đầm này thì các chị bao nhiêu ký em thấy mặc cũng vừa hết. Tại vì cái form của nó rất là rộng. Cái eo này mình có thể nới ra rất rộng luôn nha các chị. Chị nào mà tròn người, có em bé, mặc vô tư ha. Rồi.